mẹ ăn cho dễ cho để mập lên. Lúc mới là con muốn có cái bàn cho mẹ con. Chỗ yên ấy là mai mốt ba con về ba con có ở. Giỏi quá. Báo quý anh chị thì thấy cái hoàn cảnh của chị rất là đáng thương, và mọi người dân ở đây người ta ai cũng đều nói tốt về gia đình chị, tại vì chị sống nghèo nhưng mà vẫn giữ được cái trong sạch của mình. Và hôm nay thì sẵn đến đây thì chắc chút xíu nữa mình sẽ mời cơm chị, chút xíu nữa chị cứ chuẩn bị đi, các bé thức em mời cơ chị qua bên đây ăn cơm nguyên gia đình của mình nha. Em trả tiền cho không sao đâu nha. Con của mẹ nó tên gì qua này? Con tên Hanh. Con tên Hanh hả? Con hàng ngày là con đi xin tiền á hả? Dạ. Hôm qua con xin được bao nhiêu tiền? Dạ con xin được 37.000. Vậy hả? Con năm nay nhiêu tuổi hả? Dạ con 10 tuổi. Ừ. Bây giờ mời nguyên gia đình mình qua đây ăn cơm nha. Ừ. Anh nói chuyện dễ thương quá ta. Rồi đi xin tiền vậy rồi mắc cỡ không? Dạ. Sao con xin tiền ta con sẽ nói sao? Con có cho con xin tiền anh. Vậy hả? Rồi có chú nào la con không? Không hả? Rồi khi nào hôm nay khi nào con đi xin nữa? Con đi xin từ mấy giờ đến mấy giờ? Ừ? Từ mấy giờ đến mấy giờ? 12 giờ hả? Con học lớp mấy con nghỉ? Dạ con lớp 2 con. Lớp 2 con nghỉ hả? Con biết chữ không? Dạ. Yeah. Bà ba. Làm cơm cho gia đình ăn giùm con bà. Con ăn cơm gì? Thịt chiên mắm. Hả? Thịt chiên nước. Ăn gì? Gà chiên mắm. Gà chiên mắm. Gà chiên nước mắm. Biết à, nói thì có món ở đó đó. Ghiền rồi, làm cho ông phần đặc biệt đi nha, chịu không? Đừng công tay cơm. Ăn gì cơm lớn hay gì cơm nhỏ? Ăn mấy chục ngàn, ăn 50 ha. Bao nhiêu? Chị, lại đây, lại bé ngồi đây đi. 20 ha. Ừ, khoảng 20. Chị ăn cơm với gì? Chị ăn với gì? Dạ. Chị ăn gì? Em ăn cái gì cũng được hết trơn. 20 đi, bình thường là bán cho người ta, bán cho chị có 15 mà hả? Dạ, bán nó 15 mà thằng này thì nó ăn 15 nó không no. Cho 20 đi. Ừ, cho nó 20. Con ăn gì con gái? Dạ, con ăn cái gì cũng được rồi. Ăn gì nói đi nè, để biết bà làm luôn nè. Ơi, chị ăn cái gì cũng được chứ. Chị ăn gì ngon nhất, mắc nhất ở trong đây đi. Tôi bán cho nó ăn. Đây. Hôm nay mời nguyên gia đình ăn cơm một bữa đi. Này thì ăn cái gì nè, trời ơi biết tiếng nó trơn á. Chan vô miếng cho nó béo béo. Ừ. Nó không có cái đó nó chơi nó mà ăn nè. Đây, nè, có vô cơm rồi nè. Mà vô trong. Tên gì quên mất tiêu, nói hoài quên rồi. Tên Thanh. Thanh. Bé gái là Nhi. Nhi. Bé nhỏ là tên Như. Như, Nhi. Như. Dạ. Còn ngoài kia miếng miếng vậy. Rồi. Nhi con ăn gì? Cho chị ăn con gì? Con ăn gì ăn đi, mẹ ăn cái gì cũng được chứ. Dạ một cái dĩa nữa. Bé nhỏ ăn gì? Bé nhỏ uống sữa mà. Bé nhỏ ăn không được, nó bị nhỏ ăn cơm. Đây. Nhỏ bệnh ăn cơm không được. Quốc này đứa dĩa 20 cái đó thôi ăn. Dạ, 20 cho nó nhiều nhiều cho nó. Cho nó tới chiều luôn. Bán nó rồi mẹ. Mẹ thấy không mẹ? Anh qua ngồi đi. Không. Dạ chị ngồi đi em, ở đây được rồi. Để cho mọi người xem. Chị ngồi đi, chị ngồi đi. Chị ngồi đi. Không sao, chị ngồi đi. Chị ăn chị ngồi. Cái quán cơm thì con bước qua bà hai con ngồi cái ghế. Cậu ngồi. Dạ không. Ghế kìa, đi cái ghế đó đi cho. Con ngồi đi, con ngồi, con ăn đi. Ngồi đi. Ăn đi con ăn đi. Ghế này nè cha. Con ăn chưa? À, để xếp cái bàn xích ra đây để gia đình mình cùng ăn. Con chờ con chừa. Ôi, chờ mẹ con mới ăn hả? Con ngồi xích ra. Ngồi xích ra mình lấy cái bàn xích ra. Con chờ mẹ con mới ăn. Con ăn đi rồi cho chị chèm nãy. Trời ơi bé ngoan ghê á. Nó ngoan, nó có hiếu lắm anh ơi. Nó đi xin được nhiêu là nó đưa mẹ nó. Ơi em nói nè, em kêu ăn trước nó chờ mẹ mới ăn trời. Em cho cơm nó ăn phải không? Nó lấy cái bọc nó đựng thịt đem về cho mẹ nó ăn, còn nó ăn cơm không? Trời ơi. Nó có hiếu lắm. Con ăn cơm thêm luôn nha. Nay ăn đi, ăn chú trả tiền không sao hết. Trả tiền rồi. Trời ơi, bé nói chuyện nghe đứt ruột ghê luôn á.
gia đình nó thích ăn này nè, bởi vì bữa nào em cũng cho ăn hết trơn á. Có đồ ăn thì em cho, còn có khi mẹ nó đi làm một cá thì bán 3-4 ngàn. Con ăn thịt đi, hết thịt chú cho thêm cho. Không, em không ăn, em ăn gò chị. Chị ngồi ăn đi. Chị để một mén xuống ngồi kế chị đi. Như đâu rồi? Cũng ghế à. Gia đình mình có thường qua đây ăn cơm không? Dạ, nói chung ra là ăn bên đây cũng... Ăn bên đây cũng... Em có tiền thì em ăn trả liền, còn có em ăn thiếu chị. Đôi khi anh chỉ cho nữa. Ăn bên cái quán cơm nghèo của mình. Quán nghèo chứ không có ăn được chỗ nào, chỉ có rồi. Mình em muốn bán cho bà cơm 15 ngàn thôi. Rồi hôm nay em mời gia đình mình ăn một bữa cơm nha. Một cái tấm lòng nhỏ của em thôi, nhưng mà em thích gia đình mình quay quần như thế này. Ê, chú mời Như ăn nha, Như ăn nha, con chú mời Thanh ăn nha. Mời chị ăn cơm nha. Ăn đi con. Rồi ăn đi con. Ăn đi Như. Như. Hôm qua con thức trễ hay sao, nay ngủ trễ hả? Thanh. Dạ. Ban đêm đi xin. Hôm nay con đi bưng bia nữa hả? Trời ơi, con nghỉ bán cà phê luôn hả? Em con chưa hết bệnh, con chưa dứt được. Con bưng bia qua quán bia gần đây không? Không, không bán đâu. Hôm qua quân được bao nhiêu tiền? 50 ngàn. Hôm qua bạn này nè, Thanh thì được 37 ngàn nữa, là 87 ngàn. Mà trị bệnh cho bé nữa là hết luôn rồi. Trời ơi, khổ ghê. Bé bên kia thì bệnh kìa. Nó chạy qua ai chân bệnh rồi luôn đó, là bị băng. Dạ. Sát da luôn á. Cơm còn cho ăn. Con thích ăn thịt gà này hơn lắm không? Chị ăn đi. Ăn đi. Con thích ăn gì Nhi? Con ăn cái gì cũng được rồi. Ăn cá không? Con ăn đi đừng bỏ qua mẹ nữa. Con ăn cục sống rồi. Mà đừng có mua thuốc nữa. Mẹ ăn đi, con ăn 5 cục đũa. Con nhường cho mẹ ăn hay là con ngán thịt? Đang sao con nói sao? Con hết, con hết thật thật nhưng mà con nhờ chữ kia con bà đó che. Chị hút cho hết đi rồi con nói cho bà nghe. Sao con nói sao? Con muốn gia đình của con phải kiếm một chỗ yên ổn á. Yên ổn là sao? Chỗ yên ổn, có chỗ ở. Ở ghe được không? Được. Được hả? Giờ muốn ở ghe hay sao? Nói đàng hoàng, con nói đúng. Ở khoanh tay luôn. Con ước muốn là ở được cái chiếc ghe hả? Dạ. Con có ước muốn đi học không? Sao vậy? Ăn đi, con ăn đi, con ăn đi, không cần khoanh tay đâu. Đi không được đâu, nó quậy dữ lắm cho. Quậy. Tại người ta cảnh nghèo. Cảnh nghèo. Hoàn cảnh nghèo chứ em cũng muốn cho bé. Em không muốn, tại vì em đã dốt rồi. Em thật em dốt, em không biết chữ. Mà bởi em nói để cho con em những đứa nào, tại vì giờ khó khăn, hoàn cảnh khó khăn quá đi. Bởi em muốn cho bé được đi học thôi. Chứ em thì em dốt rồi đó, em không gửi cho con em dốt đâu, mà vì hoàn cảnh quá trời khó khăn đi. Em không có khả năng, nói chung em không có khả năng để cho Thanh đi học luôn á. Thôi chị ăn đi, để cơm nguội. Còn Nhi thì nó cũng biết, đã biết chữ rồi. Chị ăn nhiều để có sức khỏe để nuôi cho các bé. Mẹ mập lên chi? Thanh. Mẹ con quá ốm à, phải nhường con ăn. Mẹ cái gì? Mẹ nhường con ăn không hả? Mẹ quá ốm hả? Mẹ ăn cho nhẫn vô để cho mặt lên. Ừ.
Mẹ ăn cho dễ cho để mập lên. Mẹ nhờ con ăn nên con khỏe. Nấu gạo rồi bởi vì có khi nấu ăn dù cho tụi nó ăn một dĩa là dung với dèo ăn nó xịu rồi bác Yến bây giờ biết tí cho bé thêm cơm thêm đi không đúng rồi ấy lấy thêm của mẹ là ăn mới mẹ ăn mất rồi tôi lấy bớt của mẹ đi. Gia đình mình thì thường kêu về ăn hay là qua đây ăn chị? Dạ kêu có khi anh lấy người ta gì hay ăn kêu lên về bển ăn thì chứ mấy giờ chị đưa cái lỗ qua đó kêu chị ơi lúc đưa lỗ qua cái lỗ đó bưng vô sáng nay ăn con ngon không? Như ăn ngon không con? Ta thông báo sao con? Người ta chuẩn bị đuổi mình đấy hả? Dạ. Con lo không? Lo, con biết giờ đâu rồi. Con không biết giờ đâu luôn hả? Dạ. Ôi khổ ghê. Chị có bé nên ăn uống cũng khó khăn nữa kìa. Dạ, không cảm được đâu. Em cũng đi gặp nhiều hoàn cảnh khổ nhưng mà thấy gia đình mình các con có hiếu với chị ghê luôn á. Mấy con nó thương chị mà đặc biệt là bé mấy bé nó ít đi học mà nó ngoan. Nó chuyện dạ thương không à. Lớn lên con làm gì nuôi mẹ Thanh? Hả? Lớn lên con làm gì nuôi mẹ? Đi làm. Con dự định con làm cái gì? Bằng 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 Tháng ngày làm đó con có chị, mọi người có thường la con không? Có la con không? Có à? Họ la con họ nói sao? Con chậm hơn. Con chậm hơn. Tại con chậm. Chậm đi nhanh cũng được á. Người ta hóng. Khách la con hay là chủ quán? Chủ quán. Chủ quán nói sao? Nói quán đi danh tại vì con chặt đó giờ á, đi học cũng chặt mà ăn uống cái gì cũng chặt cho nó sợ. Nên con làm ăn gì cũng chặt đó. Chứ ơi, chắc ăn uống cũng chặt luôn, mớt bằng mớt bớ một lần một tô vậy con à. Con muốn thì con sẽ ước muốn gì Như? Mỗi lần nói là nước mắt chị gưng gưng à. Kìa móng tay của chị đi bắt cá kìa mà nó bị húi thôi hả? Dạ. Ủa sao con không ăn? Ăn thịt đi không sao hết mình kêu thêm chú cho tiền thêm mua thịt thêm mà. Bây giờ con ăn thịt thêm nha, chú chiêu kêu cho con thịt không nha. No chưa? Coi các bé ăn mà nghe nghe chị thấy chị khóc mà không em không cầm được nước mắt luôn á.
uống hả? Thôi thì chắc chút nữa, chút xíu nữa phải đem về cơm, vì dĩa cơm này đem về đó phải ăn từ từ rồi. Thôi lát nữa em trả tiền luôn cái phần buổi chiều đây. Chiều đâu? Chiều bà có bán không? Không. Chiều không có bán hả? Không biết con đủ tiền không, không biết. Đâu, đừng có chở cái chiều chạy đi. Nhiêu tiền bà? Rồi anh đưa em 100.000 đi rồi lát nữa em chiều chiều cho mẹ con nó ăn luôn. Nhưng mà đủ tiền chưa em gửi thêm mà. Không không bán không phải. Được rồi anh ơi, được rồi. Anh nhiêu được rồi. Còn này Thảo lấy Thảo cho con. Đó. Rồi thôi con cảm ơn bà rất là nhiều nha. Con chào bà nha. Rồi, em cảm ơn chị luôn nha. Em đi về nha chị. Dạ, dạ. Con cho nó ra cho bà em chứ đâu có chỗ đâu. Không biết nói gì hơn. Em mang ơn anh nhiều. Cũng như giờ hoàn cảnh em khó khăn vậy em nhờ anh cũng như giúp đỡ giùm cho mẹ con em. Rồi cũng như có chỗ yên ấm mái ấm. Được. Sau này chồng em có về cũng có chỗ như tụi giờ khi vợ chồng giờ chị chồng về cũng có chỗ mà ở rồi tụi nhà cho tụi con mấy đứa con của em. Hết cơm luôn rồi, sạch luôn rồi. Trời không còn hộp lại. Ăn nữa đi. Con có muốn nói lời nào với lại mọi người không? Nói lớn lớn lên trời. Thôi để bé ăn đi, con cứ ăn không nói thì thôi. Nè Thanh ăn trước nè, Thanh nói trước nè. Thôi nói nha. Con hỏi con có uống gì không được. Ước mơ là con muốn có cái bè cho mẹ con. Chỗ yên ấy là lần mai mốt ba con về ba con có ở. Giỏi quá. Thôi Nhi ăn đi, không sao đâu con ha. Rồi cô bác của anh chị, video clip này đến đây Bùi Hồ xin tạm dừng. Nếu cô bác của anh chị có muốn giúp đỡ cho gia đình của chị thì hãy đến ngay cái khu sau lưng chợ cá, ngay chỗ bến tàu, hỏi gia đình của chị Nguyệt. Sống ở trong một cái chấp, sống ở trong một cái chòi nhỏ thì và ba đứa con sinh sống thì ở đây mọi người ai cũng biết, và để tìm hiểu thực hư về cái câu chuyện mà gia đình của chị như thế nào thì cô bác của anh chị có thể hỏi người dân ở đây để biết thêm về gia đình của chị. Xin chào và hẹn gặp lại, đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV trong cái khoảng thời gian vừa qua. Có một cái sức khỏe dồi dào, chúc cô bác quý anh chị luôn mạnh khỏe và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.